Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị mới vừa về thêm một chiếc Kia Carnival phiên bản Luxury. Luxury là bản thiếu anh chị, nhưng mà nó cũng được cái nội thất nó rộng mà. Nội thất rộng, bản thiếu thì nó sẽ hạn chế một số tính năng rất là nhiều. Chẳng hạn đèn nó cũng hạn chế nè. Nó chỉ có đèn LED chiếu xa chiếu gần, đèn LED ban ngày thôi. Không, cản thì nó không có đèn. Phiên bản Luxury ha, Luxury bản thiếu. Nhưng mà bản thiếu chứ chiếc này anh chị lăn bánh xe mới nó cũng 1.4 tỷ anh chị nha. Lăn bánh thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1.4 tỷ. Thì xe này chiều bán là xe chạy qua sử dụng 29.000 cây, 2021 đăng ký lần đầu vào tháng 12. Xe này là phiên bản 8 chỗ ngồi. Xe này chiều bán giá có 1 tỷ 185 triệu thôi. 1 tỷ 185 triệu thôi. Đó, một mức giá cực kỳ hợp lý anh chị ha. Sản xuất xe này là 2021 luôn nha. Đây, sản xuất của xe này là 2021. Ghế chỉnh điện sáu hướng, hai chức năng thỏa vùng phòng ghế ha. Lo thì cũng là lo thường thôi, nó không phải là lo xịn nữa. Những cái nút bấm ở đây nè, nó cũng là bình thường. Đó, ở đây thì mình có những cái nút bấm mở hai cái cửa lùa và mở cấp điện anh chị nha. Xe này chạy được 29.000 cây nè. À, thì nói chung là cái bản Luxury thì cần số nha anh chị nha. Bản Luxury nó dạng cần số nhưng mà nó vẫn có thắng tay điện tử tự động giữ thắng anh chị nha. Và nó cũng hạn chế rất là nhiều tính năng luôn, nó lược bỏ hết tính năng luôn nè. Camera 360 này nọ cũng không có luôn. Và cái màn hình nó nhỏ hơn. Bản Signature Premium thì cái màn hình nó to hai bên luôn. Còn cái này là bản Luxury nó là màn hình nó nhỏ hơn nè. Màn hình này khoảng 8 inch thôi. Còn cái này là màn hình analog. Còn cái kia là màn hình kỹ thuật số nha. Bản Premium với bản Signature là kỹ thuật số. Điều hòa thì vẫn là ba dùng, hai phía trước và một phía sau. Cái này cũng cảm ứng luôn, nó không có sạc pin không dây. Đó, bản Luxury nó hạn chế rất là nhiều tính năng nhưng mà nó vẫn có ga tự động cho anh chị nha. Vẫn có ga tự động. Được cái nội thất hệ động thôi. Nói chung anh chị nào mua xe Carnival chủ yếu về cái nội thất á, thì lấy chiếc này được. Thế này, nội thất thì siêu rộng, 8 chỗ ngồi. Đó, hàng ghế thứ ba thì xếp xuống rồi. Anh chị sẽ có một cái không gian cực kỳ rộng luôn cho một chiếc xe gia đình 8 chỗ ngồi ha. Xe này thì anh chị có thể mua chạy công ty cũng được, chạy hợp đồng công ty ha, hoặc là chạy gia đình. Nội thất rộng. Đó, cửa lùa điện luôn. Cửa lùa điện và cấp điện anh chị nha. Cửa lùa điện và cấp điện. Xe này thì chạy 29.000 cây. Đó, đây, chiếc xe còn rất là đẹp. Anh chị nào quan tâm cái chiếc Carnival phiên bản giá rẻ thì alo chiều đến coi xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc nha, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức nha. Anh chị nhìn thấy cái nội thất không? Cực kỳ rộng luôn. Xếp cái hàng ghế thứ ba xuống là anh chị sẽ có một cái khoang hành lý siêu rộng, siêu to luôn, tha hồ bỏ đồ luôn. Nói chung mà về mua bán thì chị cũng đã kiểm tra hết những cái vấn đề chẳng hạn như là keo chỉ ha, máy móc, khung gầm, mọi thứ rồi. Anh chị yên tâm sử dụng. Xe thì mua bán thì cũng bao anh chị test hạng thoải mái và cam kết văn bản cho anh chị luôn là xe không tai nạn nha, không ngậm nước nha, động cơ zin. Đó, đảm bảo và ghi văn bản cam kết cho anh chị đàng hoàng chứ không cam kết miệng anh chị nha. 8 chỗ ngồi, nội thất siêu rộng, Carnival phiên bản Luxury. Quan tâm thì cứ alo cho chiều. Đây là máy dầu 2.2 anh chị nha. Phiên bản máy dầu 2.2. Máy dầu 2.2 đi cũng tiết kiệm xăng nữa. Động cơ thì mạnh nè. Động cơ dòng Kia Carnival, động cơ cực kỳ mạnh luôn. Đây, xe đẹp đó. Nội thất này nó ok, xe còn đẹp. Giờ chiều sẽ mở cái nắp capo quay cái phần động cơ 2.2 cho anh chị xem. Đó, và đây là một cái động cơ 2.2 của Kia Carnival. Xe thì chiều vẫn đang để nấu máy anh chị nha. Vẫn đang để nấu máy. Ốc capo nè, thấy không? Chưa tháo luôn. Keo chỉ mọi thứ là nguyên zin hoàn toàn. Cam kết cho anh chị luôn nha, cam kết văn bản cho anh chị luôn. Đó, máy móc nguyên zin. Máy móc là nguyên zin. Chiếc này chiều bán giá 1 tỷ 185 triệu nha. Anh chị nào quan tâm alo chiều đến coi. Đây, mở cái này lên luôn. Đó, anh chị thấy không? Máy móc nè. Máy dầu 2.2. Máy móc là nổ còn rất là êm anh chị, rất là êm. Đó, 2.2 ha. Rồi, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào quan tâm cái chiếc Kia Carnival 2021 đăng ký lần đầu là tháng 12 thì alo cho chiều đến coi xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc nha, quốc lộ 13 nha, thành phố Thủ Đức. Anh chị trước khi anh chị đó anh chị nhớ alo trước cho chiều cái nha, hoặc là kết bạn qua Zalo nha, chị sẽ gửi hình ảnh, thông tin, vị trí cái chiếc Carnival này luôn cho anh chị các bạn tham khảo thêm một lần nữa anh chị nha.